Dạ vâng, em xin chào toàn thể các bác và anh em đang theo dõi video của em ngày hôm nay các bác nhé. Đấy, thì ở trên video này em sẽ lên giới thiệu đến cho bác và anh em về một số cái mẫu laser để cho anh em chơi những cây condo và epic với một mức giá vô cùng hợp lý dành cho các bác và anh em đam mê các bác nhé. Đấy, thì sắp tới các bác nào đang muốn lên đời laser này thì các bác có thể theo dõi hết video giúp em. Em giới thiệu chi tiết từng mẫu và sẽ báo giá công khai cho bác và anh em nhé, để anh em cân đối tài chính lựa chọn cho mình một cái mẫu phù hợp nhất nhé. À, hôm nay khi các bác mua một laser sẽ được khuyến mại tặng theo một quả pin như này, các bác không nghe nhầm đâu nhé. Các bác mua laser đầu đạn sẽ được khuyến mại theo tặng một quả pin nhỏ này. Các bác mua những dòng laser to này sẽ được khuyến mại theo một cái la pin to nhé. Trị giá là 50.000 trên thị trường đang bán nhé. Hôm nay em chỉ tặng cho các bác không bán nhé. Các bác nào mà không xem video này thì quá là phí đúng không các bác? Đấy, đấy là quyền lợi của các bác và anh em khi theo dõi video và mua hàng cho em ủng hộ shop nhé. Đấy, xem này. Đấy, bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho bác từng mẫu nhá. Đầu tiên thì em sẽ lên giới thiệu đến cho bác và anh em. Trên tay em đang cầm con này là con laser đầu đạn nhá, laser đầu đạn này. Con này thì sẽ con này có tia xanh và tia đỏ nhá. Cái này kẹp dây 11 và dây 20. Có dây 11 dây 20, có kẹp nòng để cho anh em chơi những cây truyền thống này. Có sạc pin, có đôi chuột đầy đủ cho bác và anh em nhá. Các bác và anh em nào chỉnh tâm lên xuống trái phải em cho lục giác vào đây em chỉnh cho em nhá. Một con laser đầu đạn tia xanh như này thì để cho anh em đi chơi ban ngày nhé. Đây em soi đây cho bác xem này. Đấy các bác nhìn này. Tia cực kỳ là đẹp đúng không bác? Quá đẳng cấp, quá chất lượng đúng không bác? Đấy. Đối với những con laser đầu đạn như này. Đấy các bác nhìn tia nhỏ chưa? Quá là nhỏ, quá là đẳng cấp đúng không? Đấy. Các bác đi chơi ban ngày thì các bác lấy laser đầu đạn tia xanh cho em nhé. Laser đầu đạn tia xanh đang được bên em bán giá công khai 300.000 bao ship tận nhà cho các bác và anh em, tặng cho anh em một quả pin soi cua nhé. Để anh em tức là trong laser có một quả, tặng anh em thêm quả nữa, anh em đi hết mình có quả soi cua thay, rất chi là tiện lợi nhé. 300.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Đấy, có bác nào chơi đêm thì các bác lấy tia đỏ nhé. Đấy, cái này thì em lắp đuôi chuột cho các bác xem nhé. Cái này em lắp công tắc rồi thì đuôi chuột thì đây, các bác chỉ cần bấm vào cái đây, các bác bấm công tắc là nó sáng này, nhả ra không sáng này. Rất chi là hay đúng không? Thì các bác thích dùng công tắc cũng được, các bác thích dùng đôi chuột thì dùng nhé, các bác dùng cái gì được. Đấy, đấy các bác nhìn này, tia đỏ các bác chơi đêm quá là đẳng cấp và chất lượng luôn. Cái này thì có đây, cũng có kẹp dây 11 này, bác nào chơi condo mình kẹp dây 11, bác nào chơi epic mình kẹp dây 20 nhé. Đấy, còn nó có cả cái bọc cành nữa các bác nhé. À, gọi là ôm nòng cho các bác nữa, sạc pin đuôi chuột đầy đủ hết cho anh em. Một con laser đầu đạn tia đỏ như này đang được bên em bán giá công khai 260.000 các bác nhé, 260.000 free ship bao ship tận nhà cho anh em, tặng cho anh em một quả pin soi cua trị giá 50.000 nhé. Các bác theo dõi ở trên kênh, các kênh đố kênh nào tặng quà khủng khiếp như em nhé. Đấy, khi các bác theo dõi video này, các bác mua laser, các bác bảo em ơi bán cho một con laser đầu đạn tia đỏ này hoặc tia xanh này, đấy giá là 260.300, tặng cho anh em một quả pin. Đấy, các bác phải bảo là tặng cho anh em một quả pin khuyến mãi thì em mới biết là các bác đang theo dõi ở trong video này nhé. Vì có rất nhiều video em giới thiệu nhé, thì không biết các bác xem được ở video nào đúng không. Ví dụ các bác xem được ở video này thì các bác phải bảo tặng cho anh thêm một quả pin nhé. Đấy, thì em biết các bác theo dõi video này thì đang áp dụng chương trình tặng pin nhé. Đây, bây giờ em lên giới thiệu đến cho bác cái mẫu laser cao cấp đỉnh của chóp nhé. Con này thì có thể nói là quá là chất lượng các bạn. Đấy, vì sao ạ? Chống rung, chống giật, chống nhảy tâm, chống nước cực kỳ là tốt. Ngoài những cái ưu điểm đấy thì em sẽ kể cho các bác một cái ưu điểm nữa. Khi các bác điều chỉnh này, như những cái mẫu laser cũ nhé, các bác phải vặn bỏ cái núm ra, các bác cho lục giác vào đây các bác chỉnh đúng không? Nhưng con này các bác vặn trực tiếp, các bác chỉnh trực tiếp ở trên này luôn. Đấy, các bác chỉnh lên xuống trái phải, các bác vặn trực tiếp đây, các bác không phải cho lục giác vào đây nữa nhé. Đấy, các bác cứ tưởng tượng là các bác và anh em đang chơi kính ngắm như nào thì anh em chỉnh con này cũng như là chỉnh kính ngắm luôn. Đây các bác nhìn này, nó có biểu tượng xoay trái xoay phải để chỉnh lên xuống trái phải, đây ký hiệu đây các bác nhé. Đấy, còn những cái con đời cũ anh em đang dùng ấy là trên này không có ký hiệu gì cả, anh em phải xoáy hết ra mình cho lục giác đây mình chỉnh. Đấy, nhưng con này thì không cần nhé, quá là đẳng cấp đúng không các bác. Đây các bác nhìn này, tia thì tia rất chìa rọi đúng không, đỏ nhỏ, quá là đẳng cấp và chất lượng các bác. Đấy, thì một con laser đầu đạn tia đỏ, một con laser ống to như này, anh em lắp FX cũng được nhé, anh em chơi condo cũng được nhé. Đấy, bác nào mà chơi condo có dây 11, bác nào chơi FX thì nó có cái còng bọc qua cái ôm cành cho anh em nhé. Con này giá công khai cho bác và anh em đây, con này tia đỏ nhé, tia đỏ là 360.000 350.000 bao ship nhé.
Con này là con Naze thế hệ model mới nhất 2025. Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường nhé. Em nhập cho bác toàn cái hàng chất lượng đỉnh cao về phục vụ cho bác và anh em thôi. Ở trên thị trường người ta bán cho bác những cái dòng rẻ tiền thì chất lượng nó kém hơn. Các bác không được trải nghiệm những cái tính năng xịn sò và cái độ bền bỉ của cái sản phẩm khi các bác đang trải nghiệm nhé. Đấy, vì người ta cứ chạy theo đồng tiền, cạnh tranh giá cả, nó đắt, nó rẻ, tùm lum, chất lượng nó không đảm bảo các bạn. Đấy, nên anh em đừng nghĩ tiền ít mà là ngon bổ rẻ. Các bạn đừng nghĩ giá đắt mà các bạn mua hớ. Luôn luôn chất lượng, luôn luôn đi đôi với sản phẩm các bác nhé. Đấy. Đấy, các bạn mua những cái dòng kia nó chỉ 301, 320 thôi, nhưng nó làm gì có chống nước, chống nhảy tâm, chống rung, chống giật đúng không? Mà cái tiếp theo thì các bác chỉnh, các bác phải xoáy cái nắp này ra, xong các bác cho nục giác đây, nó rất chi là nick kích mất thời gian. Đấy. Đây, em lên cho bác tia ngày, và các bác chơi ban ngày các bác lấy tia xanh cho em nhé. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, tia cực đẹp, nhỏ, quá là đẳng cấp đúng không các bác? Em rất chi là thấy hai cái mẫu laser này quá là ưng ý luôn. Mà anh em mua cái dòng này khá là nhiều nhé. Anh em nào chưa biết thì các bác hay mua cái dòng kia. Anh em nào biết rồi các bác lấy những cái dòng này chơi thì cứ yên tâm các bác. Đấy, chất lượng thì khỏi phải bàn cãi rồi. Một con laser ống to như này nhé. Laser ống to chỉnh trực tiếp ở đây. Tia đỏ là 350.000, tia xanh là 360.000. Đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác và anh em nhé. Đến nơi các bác và anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán này. Đấy. Con laser tiếp theo lên cho bác và anh em. Trên tay em đang cầm con này là laser Đại Bàng nhé. Cái này có dây 11, dây 20. Em đang để như này là dây 20 nhé. Anh em nào muốn lắp côn đô thì anh em tháo con nục giác này ra, anh em lộn ngược cái dây này lại là nó sẽ về dây 11 nhé. Đây, có laser này, có đèn pin này. Đấy, các bác thấy đèn pin chất lượng, quá là chất lượng, đẳng cấp đúng không? Nhưng một con laser Đại Bàng như này đang được bên em bán giá công khai. Tia đỏ là bao nhiêu ạ? 430.000 các bác nhé. Bên em luôn luôn bán hàng bình ổn giá, không nâng giá cho các bác đâu nhé. Còn bác nào mà lấy tia xanh nhé. Đây, tia xanh đây các bác nhìn này. Các bác nhìn tia xanh cực kỳ là bé đúng không? Có cả đèn pin. Đấy, cái đèn pin cực kỳ là sáng, chất lượng các bác. Đấy, em đánh giá rất là cao cái dòng này. Đấy, các bác nhìn này. Một con laser Đại Bàng tia xanh nhé. Một con laser Đại Bàng tia xanh đang được bên em bán giá công khai 450.000 các bác nhé. 450.000 bao ship đến tận nhà cho các bác và anh em nhé. Đến nơi các bác và anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đấy, các bác mua bán thì xanh chín luôn. Đến nơi mình đều được kiểm tra hàng hết các bác nhé. Đấy, có laser này. Đấy, các bác nhìn này. Có đèn pin này. Đấy, một con laser Đại Bàng tia xanh đang ở bên em bán giá công khai 450.000. Tia đỏ là 430.000 nhé. Bao ship tận nhà cho anh em. Anh em mua đều được khuyến mại. Các bác mua laser này cũng được khuyến mại. Quả pin như này trị giá 50.000 các bác nhé. Đấy, hôm nay chờ lớn chơi tất tay cho anh em luôn, nhằm tri ân các bác và khách hàng khán giả đã luôn luôn tin tưởng, đồng hành, ủng hộ cùng shop suốt một thời gian dài vừa qua các bác nhé. Đấy, laser đầu đạn tia đỏ là 260 này, tia xanh 300, tặng một quả pin sơ cua. Laser ống to tia đỏ là 350.000, tia xanh là 360.000. Con này có ưu điểm chống nước, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. Điều chỉnh anh em vặn trực tiếp ở trên núm này luôn. Anh em lấy tay anh vặn, các bác vặn nhé. Các bác không phải cho lục giác vào như là ngày xưa đâu nhé. Đấy, vì bây giờ là thời đại công nghệ 5.0 rồi các bạn. Đấy, chứ không phải là 0.5 như ngày xưa nữa rồi. Con laser Đại Bàng tia xanh là bao nhiêu ạ? 450.000, tia đỏ là 430.000 các bác nhé. Đấy, còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Chúc các bác và gia đình luôn luôn khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Xin chào các bác.